Chào mừng cô chú anh chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Lời nói đầu tiên Mentor gửi lời chúc cô chú anh chị mạnh thường quân của nhà hảo tâm ngày mới an lành và hạnh phúc. Hiện tại Mentor đang có mặt tại nhà anh Minh gà trống nuôi con. Mấy ngày hôm trước thì Mentor cũng gặp anh Minh. Anh Minh thông báo cho Mentor một cái tin vui, không biết tin vui gì. Thì hiện tại Mentor đang có mặt ở đây, mà không biết bữa nay là ngày đầu tuần anh Minh có đi làm hay không nữa. Thì Mentor vừa xuống tới liền, thì mời cô chú anh chị theo chân Mentor vào trong gặp gia đình, không có ai nhà hay không. Ồ, chào ông trai. Đây, ba đâu? Dạ, đây làm hả? Ồ, chú cũng nhận thông báo của cha là kêu chú lên đây chơi. Nói chung là báo cho chú một cái tin mừng. Thì hôm nay chú xuống thì chú muốn quay luôn. Thì lâu quá chú không có ghé thăm ba. Mấy làm mỗi ngày luôn hả? Dạ. Chú gửi cái này. Rồi con đi làm ở đâu? Con làm ở gần nhà. Làm bên gì? Làm bên bán hàng, bán cho bán đồ cho anh ta. Bán đồ cho anh ta hả? Rồi các em con sao vậy? Ở ở chung hay ở riêng? Ở đâu? Dạ ở nhà mà. Có đi làm đâu không? Có đi em. Hả? Dạ không. Đi làm đâu hả? Còn học mấy đứa hiện tại các em con? Con học hai đứa. Hai đứa hả? Tủ này lấy đâu về vậy? Cha tủ bà nội cho. Bà nội cho hả? Rồi nhưng mới gắn cái màn hiểu không? Cái đỏ đỏ vậy. Dạ. Ai mua vậy? Cha mua. Để... Cha mua hả? Cha mà phải màu nổi vậy ha. Dạ. Chống nắng rồi. Chống nắng à. Rồi bữa nay có mua gì ăn chưa? Dạ chưa. Tại em nó mới đi mua. Em đi mua hả? Rồi ba đi làm mỗi ngày luôn hả? Công việc của ba là làm gì? Dạ làm đường ống trong công ty á. Hả? Làm bên gì? Làm đường ống á, ống nước á. À, xin cho công ty luôn hả? Dạ. Biết tháng nhiều không? Dạ không, con có. Thì làm đó người ta không có cho nghỉ. Đâu cho nghỉ, là làm mỗi ngày luôn hả? Xin cho lâu chưa? Dạ cũng mới đây à, mới được tuần. Thì mấy ngày trước thì bên ta cũng gặp anh Minh. Thì anh Minh nói muốn thông báo một cái tin vui gì đó. Nghe nói là con mới thi đậu hả? Dạ. Thi tốt nghiệp đậu rồi phải không? Dạ. Con hiện tại con đi học gì? Con đi học xuất khẩu, đi xuất khẩu. Xuất khẩu lao động hả? Dạ. Rồi kinh phí mình thế nào? Kinh phí thì đi vay. Đi vay ai à? Nhà nước á, đi vay. Con nhà... đi nước nào? Dạ con đi nước Nhật. Nước Nhật hả? Đi lao động. Rồi con thi tốt nghiệp rồi xong con không học thêm đại học hả? Dạ không. Học thêm không có tiền đi học. Con cũng không muốn học đại học nữa. Không có tiền học. Con muốn đi làm kiếm tiền phải không? Dạ. Rồi cameraman gắn cái này vô đây để chú qua nói chuyện với chú chút. Bữa không? Có hình bữa không? Rồi bây giờ hiện tại trước khi mình muốn đi xuất khẩu lao động á, cái kinh phí mình làm hồ sơ thủ tục như thế nào? Cái đó thì lên xã. Xã người ta sẽ kiểu là nói hết những hồ sơ cần thiết để người ta làm thủ tục xong mình đăng ký. Nếu được thì vay mượn tiền xã cho vay cái đi học luôn. Thì xã cũng có cái chính sách để cho mình vay để mình đi lao động không? Dạ. Biết kinh phí khoảng bao nhiêu không? Tiền đi luôn chắc khoảng cỡ 100 mấy, 130 mấy triệu. Tiền đi, tiền ăn, học rồi kia lên máy bay. Dạ. Là 130 mấy triệu hả? Toàn bộ. Rồi mình xuất khẩu được bao nhiêu năm? Có nghe nói không? Theo con biết là 3 năm hoặc là 5 năm. 3 năm, 5 năm. Hết thời hạn thì về. Hết thời hạn thì về rồi xong rồi muốn đi nữa thì làm thủ tục tiếp tục phải không? Dạ. Thì cái đó thì chú cũng biết mà quan trọng mình có kinh phí ban đầu để mình làm hồ sơ thủ tục hay không đó. Quan trọng là tiền để học. Hả? Quan trọng là tiền để học. Tiền để học. Dạ. Học chữ, học tiếng hả? Dạ. Con biết học tiếng trên bao nhiêu tháng không? Học tiếng thì khoảng 6 tháng.
học 6 tháng hả? 6 tháng xong thì thủ tục xong xuôi thì người ta sẽ đưa mình đi là khoảng 130 mấy triệu. Mà mình phải có trong gia đình mình phải có một ít nào không? Cái tiền để mình tiền ở nhà thì lúc mà đi phỏng vấn thì đóng tiền trước cho anh ta khoảng 5 triệu. Phỏng vấn đơn đơn hẹn mình muốn đi thì mình đóng tiền vô mình phỏng vấn. Ừ. Nếu mà đậu thì vô học đi học tiếng xong 6 tháng rồi mình mới bay. Là con nói là phải chuẩn bị trước 5 triệu để phỏng vấn, làm hồ sơ phỏng vấn. Nếu mà phỏng vấn rớt thì mất tiền luôn à? Con cũng không rõ gì cái đó nữa. Chắc vậy. Phỏng vấn rớt là mất tiền. Ừ. Mày cũng hơi căng nha. Nếu hơi mà đi làm mà phỏng vấn rớt thì mất 5 triệu thấy cái tiền làm 1 tháng hay 2 tháng của ba con đó. Mình phải hỏi kỹ lại, ví dụ kinh phí mình trước khi làm hồ sơ mà tốn tiền bao nhiêu mà chắc ăn để được phỏng vấn đậu hay không nữa, chứ không phải là mình bỏ tiền 5 triệu đó rồi cái tiền nó một khi mất chì lớn chài cũng hơi khó, tại cái số tiền nó rất là lớn đối với gia đình con. Mình phải hỏi kỹ. Mà con dự tính là muốn đi nước Nhật ha. Rồi thủ tục hồ sơ con đi làm chưa? Dạ chưa, thứ ba mới con đi. Thứ ba có nghĩa là ngày mai phải không? Thì hôm nay là ngày thứ hai thì ngày mai con sẽ lên ủy ban phải không, để hỏi phương cách để làm hồ sơ để đi vay vốn. Thì một phần vay vốn thì con ở đây nhà con thì không có thể nào thế chấp được, tại vì mình ở nhà nước cấp, không biết có giấy đỏ chưa nè, con có nghe nói không? Vay vốn thì theo con biết là có thể vay được hai mấy triệu. Được hai mấy triệu à? Hai mấy triệu mà con phải bỏ ra 100 mấy triệu để làm hồ sơ thủ tục rồi mua vé máy bay để bay đi rồi tiền đâu đây? Nó để lên xã con biết được. Ừ. Thế con biết thì thông tin thì ít mà xã lên xã con sẽ biết nhiều hơn. Ừ. Chắc như là hôm qua kia chú gặp ba con á, ba con nói là thông báo chú một cái tin vui, thì con nghe nói là con chuẩn bị làm hồ sơ đi lao động tại Nhật, chắc chuyện tiền quá. Con không biết. Ừ. Thì chú nói mẹ ba con mới nói chú là con thi đậu lớp 12 rồi. Thì chú lúc đó chú cũng rất là vui, thì lúc đó là chú quay hoàn cảnh của con là đang học lớp mấy ta, con nhớ không? Hoàn cảnh con vẫn học 12. Không. 12 mà chú. Nhà này là một năm chưa? Dạ chưa. Thì con lúc đó con mới vô lớp 12 à? Lúc đó con mới vô 12 được 2-3 tầng. Đúng rồi. Thời điểm xưa mình quay hoàn cảnh của anh Minh á, các nhà cho anh Minh. Thì phải là con trai mới học 12 được mấy tầng à? Thì mình nhớ rồi, nhà này cũng cách gần 5 rồi. 5 rồi à. Thì con giờ đậu lớp 12 rồi. Thì ước mơ của ba con là muốn cho con đã đi lao động đó. Ngày xưa đó, ba con nó muốn cho con học đàng hoàng để cho con có cái bằng cấp để đi lao động. Bây giờ ước nguyện của ba con đã hình thành hiện thực rồi. Thì mình ta cũng cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân hồi xưa đã từng giúp đỡ hoàn cảnh của anh Minh, giúp anh vượt qua thời điểm khó khăn thì gà trống nuôi con. Rồi từ ngày con chú cất nhà cho ba mẹ ba con ở xong rồi, mẹ có điện thoại hỏi thăm gì không? Thì mẹ con không có điện thoại hỏi thăm các em luôn hả? Nhưng mà có thì con cũng đâu có biết nè, tại vì con đâu có ở nhà. Ừ, mà con không nghe mấy em nói à. Ừ. Rồi con biết mẹ con ở gần đây không? Con không biết. Không biết luôn hả? Mất liên lạc không hả? Chắc có một mình con mất liên lạc à. Mấy đứa em thì có thể dẫn điện được. Ừ, đây chắc mấy đứa em nó cũng mẹ vẫn điện mấy đứa em chắc ha. Con không muốn gặp mẹ thôi phải không? Rồi ba con đi làm là đem cơm theo ăn hay là về ăn? Dạ đem cơm theo anh. Đem cơm theo. Thì mấy tháng này thì chú không có ghé thăm hoàn cảnh của con, cũng như là cái công việc làm của ba con thì chú cũng không có đăng lâu rồi. Thì hôm nay thì chú cũng sắp xếp thời gian thì ba con cũng báo cho mình tơ để biết xuống để
báo cái tin vui, thì cũng như là tin vui là con tốt nghiệp lớp 12 xong, thì nghe nói là con muốn đi lao động, mà hôm ba có nói sơ sơ thì hôm nay chú xuống để nói chung là gặp gia đình rồi, nhưng mà không gặp anh Minh. Thì anh Minh cũng đi làm, mà con biết làm ngày được nhiêu tiền không? Không biết đâu ha. Thì cũng mua đồ ăn, mua gạo này kia ăn ha, hàng ngày. Thì con nói con đi làm bên gì nãy? Bán hàng, Bên bán bán quạt rồi đó. bán trong cửa hàng điện ha. Bên đây con không bán à? Nay có xin nghỉ buổi sáng, tại vì con làm đó full 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 nguyên một tuần luôn, xin nghỉ buổi buổi sáng. Chứ nào không có thời gian nghỉ phải không? Mất đắt quá hả? Rồi một tháng con làm trong kia được nhiêu tiền? Dạ khoảng 3 4 triệu. 3 4 triệu à? Ăn tại đó luôn hả? Để có cho ba Có chứ. không? Phải phụ ba tiền điện, tiền nước, ăn xài nuôi các em nữa. Tại vì con thì cũng lớn trong gia đình rồi thì con phải phụ cha chứ. Mà cha thì làm, nghe nói lúc trước thì cũng làm hồ, cũng lương cũng bập bềnh lắm. Giờ không có làm hồ nữa không? Rồi hàng ngày thì mua gạo này kia ăn thôi. Vậy thì chú cũng mừng cho con đi, thì trước mắt là con thi đậu tốt nghiệp lớp 12, thì rồi bước tiếp theo là con chuẩn bị đi lao động, thì chừng nào con có làm hồ sơ phỏng vấn đậu thì nói cho chú biết nha. Thầy chú nói trên kênh đó, thể cho cô chú cũng quan tâm gia đình mình, giúp đỡ gia đình mình. Xưa giờ thì từ cất nhà cũng vài trăm triệu cho nhà mình, nó cô chú cũng quan tâm cái gia đình mình như thế nào, cũng như ba con làm như thế nào, con ở học như thế nào. Bây giờ con được tốt nghiệp 12 rồi, con được muốn là đi lao động thì có thể coi kinh phí như thế nào, thể cô chú mà anh chị đi trước có thể người ta biết thì người ta sẽ phỏng vấn, sẽ nói cho mình biết. Có thể trên khán giả trên kênh thì cũng cũng có bà con lao động tại nước ngoài á, thì cũng biết thủ tục hướng dẫn như thế nào thì nhờ cô chú nhắn giùm, thì cũng báo cho bên tôi biết là cách làm thủ tục giấy tờ rồi vay mượn rồi sau sau thì có thể hướng dẫn cho em trai này biết đường đi nước bước. Thì người dân ở đây nói chung không có gành gì thủ tục giấy tờ rồi vay vốn như thế nào, rồi đi làm đó như sống như thế nào thì cũng cũng chưa biết. Thì cũng dù có cô chú anh chị ở đây ở tại Nhật thì đang hợp tác lao động có thể hướng dẫn cho con ha. Rồi một phần chú cũng muốn cho con được đi tới đó đi làm để mình mở ra cái kiến thức của mình để làm, để dư tiền để giúp cho ba ha. Thì chú hôm nay chú xuống đây thì cũng quay một video này gửi đến cô chú, người quan tâm thương gia đình mình, thì cũng không gặp ba con thì cũng gặp con thì cũng được rồi, kệ đi ha. Và chừng nào con ba về thì con nhắc nói ba có chú có bên tay cũng đang có ghé thăm mà không gặp ba ha. Thì tạm thời chú quay một video ngắn gửi cô chú biết, thì chừng nào có cô chú nào hướng dẫn đường đi nước bước cho mình thì chú sẽ báo cho con biết ha. Rồi tạm thời chú tạm dừng video tại đây, con có gửi lại đến cô chú đi. Dạ con, nếu con đậu phỏng vấn con hứa sẽ lo cho ba và mấy em tốt. Thì cố gắng làm ha. Thì chú cũng tạm dừng, chú về ha. Thì cuối video thì mentor cũng xin kính chúc cô chú mạnh thường quân của nhà hảo tâm, lúc nào cũng làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự bình an. Thì hẹn cô chú chị xem tiếp video sau của con.